Lúc ấy, độ 6 giờ chiều một cái ô tô đằng xa chạy lại ánh sáng hai ngọn đèn pha chiếu tuế đến chân trời xe qua cầu. Đến trước cái nhà Tây có dậu sắt thì còi bóp ran như ếch kêu và dừng lại ị khi ô tô chưa đỗ hẳn, thì đã thấy con chó nhảy vọt từ trên xuống đất, ngoe nguẩy đuôi vừa sủa, vừa trồm lên hai người đương bước xuống. Hai người đó, một người là chủ nhà này, còn một người là khách. Đèn xe tắt, cửa xe đóng, chủ khách bước vào nhà họ đều âu phục, mặc lối đi săn, trên đôi ghệt còn bê bết những bùn, vai đeo súng, tay sách sâu chim nặng chí hù con chó chạy trước, vừa chạy vừa quay cổ lại, vừa vẫy đuôi, vừa ẳng. Chủ mời khách vào lông, buồng này bày biện đúng kiểu tân thời, toàn đồ bằng gỗ lát đánh bóng nhoáng, tường nhà quét vôi xanh, gạch chỉ xanh, lại được ngọn đèn măng sông ánh sáng cũng xanh xanh. Cư trông buồng khách, cũng đủ đoán tất ông chủ nhà này là một nhà giàu ăn chơi lịch thiệp. Bà chủ vừa trang điểm xong, ra ngồi đó để tiếp khách. Trên chiếc ghế thứ tư, con chó nhảy tót lên, ngồi trồm trỗm, thè lưỡi, nhìn hết người nọ đến người cả người đời ai được phú quý cũng hay khoe củ ả à cho nên, dù khôn ngoan khéo léo hơn người, ông chủ nhà này cũng mắc phải cái bệnh ơi ị này cái dinh cơ này, cái ô tô này, cái bộ buồng khách, buồng ăn này, đối với ông, đã là cũ rồi, khoe lắm cũng chán miệng cho nên ông nói đến cái mớ ị cái mới đây là con chó lụ ấy. Chính nó là giống Blue Day Ovec nhờ đấy. Bác ạ, à, tôi mua nó mất 370 đồng. Cái người Tây bán nó cho tôi, vì nể tôi lắm, mới để rẻ thế. Cứ kể ra thì những hơn 400 kia, cũng có con đẹp hơn thế này, những hơn 500. Nhưng kể ra An Nam mà đã dám bỏ ra ngót 400 bạc để mua chó, thì đã là ngông lắm rồi. Và lại, người mình mấy ai chơi chó sành cho nên mua con nhiều tiền quá cũng phí mất. Này, bác ngắm kỹ nó mà xem, giống chó này tai to, mũi lúc nào cũng ướt ướt, chân cao và to, lốm đốm. Ấy, không biết nhận xét thì lầm với giống khác đấy con này, tôi chỉ yêu về cái đầu vuông như chữ điền, này, nét ngang đây nhe nét sổ đây nhé, thần tình không? Con nào được cái bụng thon, mõm ngắn, nhất là hai lườn phình ra như lườn dê thế này, là khỏe và nhanh lắm đây hẳn ban nãy bác đã thấy cây dáng nó oai vệ là ngần nào rồi đấy nhỉ có phải bao giờ nó cũng đi trước tôi mười thước không cứ lấy thước mà đo cũng chả sai mấy tí đâu lúc đi như thế cái mắt nó đưa đưa cái mũi nó ngửi ngửi trông đẹp đáo để khi nào nó đánh hơi thấy chim nấp ở trong bụi thì nó gục đầu xuống khẽ ngòng ngòng cái đuôi thế là tôi biết hiệu ụ lúc tôi lắp đạn xong tôi chắt một tiếng thì nó chồm ngay vào con chim anh chim bay ra Pen, tôi còn chạy đằng trời. Mười lượt như thế cả mười, chẳng sai một lượt nào. Lúc ấy, con lưu ngồi trên ghế, đối diện với chủ, chúng chúng cái mõm để nghe chuyện. Không những nó san giỏi, mà giữ nhà, tìm đồ đánh mất cùng tài. Bây giờ bác thử đưa cái kính của bác cho nó ngửi hơi một lúc, rồi bác giấu vào trong vườn, tôi bảo nó tìm cho mà xem. Được ông bạn cũng là người hâm mộ chó, cho nên thử biệt tài con lụ quả nhiên, chưa được 5 phút, con lu đã ngoạm cây kính, ngoe nguẩy đuôi, đưa trả khách. Ông chủ đắc chí, cười ha hà, vuốt ve, vỗ mãi má nó, rồi bế nó vào lòng, hôn lấy hôn để, vui thú như được cậu con hay chữ vậy. Tôi nuôi nó cẩn thận lắm, tôi không cho nó ăn dưới đất bao giờ, cho nên nó quen thói sạch sẽ và khôn ngoan lắm, thế mới biết cây giống chó Tây nó cũng hơn cây giống chó An Nam mình thực. Chó An Nam thì lông đã xấu, lại hay ăn bẩn, đã ăn bẩn lại hay cắn can. Lắm bẩn, nó lừ lừ ở đằng sau mình, rồi đớp trộm ngay một miếng vào quần, mới nan du chứ. Con này, hễ đã lên tiếng thì y như có kẻ gian vào nhà. Nó trộm hẳn lên mặt mà cắn, thằng trộm nào vô phúc vào nhà này thì hẳn là mất chỗ đội nón. Nhưng chỉ từ 10 giờ đêm trở đi, nó mới sủa mà thôi lúc ấy, cơm bưng lên, để trên bàn ăn. Chủ khách đang mời nhau lại ngồi thì con chó đã nhảy tót lên bàn, trồm trỗm ngồi trước chủ. Con lưu này được cây lễ phép lắm, tôi dậy mãi mới được đợi ị này, đĩa đồ ăn của nó đây nhé, cơm trộn với thịt, ngon lành thế này, nhưng tôi chưa cho ăn, thì đâu dám ăn. Ngày khuất mắt mình cũng vợ ị ông chủ cầm đĩa đồ ăn của con chó, mang ra sân đằng trước, khách và con vật đi theo xa ủ con lưu vẫy đuôi, ra dáng mừng rỡ. Ông chủ để đĩa cơ ở giữa sân con lu cúi cổ xuống người nó sắp ăn thì chủ nó mắng ngay bằng tiếng tây tăng sâu một thấy không được phụng dưỡng tử tế như mọi khi con lu từ từ lui giả ta không cần phải coi ý lúc ta ăn xong mà đĩa này nó vẫn không dám đụng đến đâu thôi mời bác vào xơi cơm liệu hồn lúc bấy giờ giá ông chủ có ý một tí thì chắc đã thấy một vật gì đen đen lù lù ở ngay ngoài cổng đó là một người ăn mày ngồi bó giỏ ở đợi ị người ấy đội cây nón toạc tung cả cạp đã đóng khố, lại mặc cái áo rách cụt cả tay thành ra bốn chân tay khẳng khiu, đen thui thủi, dài ngoằng ngoẵng. Cái bị bẹp há hốc miệng, nằm chờ bên cạnh cái dạ dày lép kẹp. Người ăn mày chờ đấy từ lâu ủ thấy trong nhà lạch cạch tiếng đũa bát, mùi đồ xào theo chiều gió đưa ra, hắn gào lên xin, mà cũng chẳng có ai nghe tiếng. Lúc hai người ra sân, hắn lại van vã bọt mép, nhưng hai ông còn đương giờ bận chơi với chó không ai để ý đến người người ăn mày biết thế nên lại cố lấy sức để gào tọ nhưng cái tiếng hết hơi của hắn đập đến màng tai ông chủ thì ông chủ trợn mắt hầm hầm quát làm gì mà léo nhéo lên thế làm át cả câu chuyện của người ta bước ngay không ông đá cho một cái thì chết bây giờ người khốn nạn im thiên thít chủ khách bèn vào buồng ăn cơm lúc ấy hai con mắt người ăn xin chòng chọc nhìn vào đĩa cơm của con chó hắn thèm quá nước dãi chảy ròng ròng, không nuốt kịp, muốn vào ăn trộm một miếng, nhưng chỉ sợ con chó cắn cho một miếng thì chết. Hắn thấy con chó cứ đứng gần đĩa cơm mà không ăn, thì không hiểu ra làm sao họ hắn tưởng con chó chê cơm nhạt, không thèm ăn, thì hắn muốn đánh đổi số phận hắn cho con chó nhà giàu. Giá con chó biết tiếng người, hẳn hắn đã lân la đến gần để đánh bạn, rồi kể lề nỗi đói khát. Có lẽ, chỗ anh em, con chó cũng động tâm mà lấy tình nhân đạo, nhường cho hắn đĩa cơm ị hay là vì hắn xù xù ngồi đó, cho nên con chó phải đứng canh chăng? Hắn liền lẩn ra sau cái cột cồng để dòm vào một lúc, quả hắn thấy con chó lừ lừ ra nằm chỗ khuất bóng ở cạnh tường. Được dịp may, người ăn mày đánh liều rồ ra, tiến gần lại mấy bước. Nhưng con chó lập tức đứng dậy, cũng tiến gần lại mấy bước, vừa đi vừa hừ. Thằng người dương hai mắt nhìn con chó. Con chó cũng dương hai mắt nhìn lại thằng người thành ra đĩa cơm ở giữa, người tiến thì chó cũng tiến, người lui thì chó cũng lui hai bên hầm hè nhau. Người lườm chó, chó lườm người đều cùng giữ miếng nhau, như hai kẻ thù không đội trời chung vợ cứ như thế, không bên nào chịu bên nào ọ độ hơn 10 phút, người ăn mày cùng thế, nghĩ ngay được một kế. Tay hắn vớ được hòn đá to tướng, thu thu đằng sau, chạy tọt lại đĩa cơm, gión một miếng rõ nhanh, đút tỏm vào mồm nhưng con chó nhanh hơn, nó cũng trồm vọt lại, nhảy sổ lên, há mồm, nhè răng ra cắn. Người ăn mày giơ thẳng cánh tay, nhằm giữa mồm con chó, huỵt hòn đá một cái rõ mạnh. Con chó ẳng lên một tiếng, rồi nhanh như chớp, nó vật được kẻ thù xuống đất, giơ hai chân ra cào mặt và móc mồm. Nhưng nó bị ngay một cái đấm nữa vào đầu nó chịu buông thằng người ra, nằm sóng xoài, ẳng dầm lên. Ông chủ đương ăn cơm, nghe tiếng chó kêu vội bỏ cả bát đũa lẫn vợ lẫn khách ông cầm đèn hấp tấp chạy ra thôi chết rồi con lu làm sao thế này ôi giời ơi nó gãy hai cái răng rồi khổ tôi quá thế rồi thét người nhà váng lên ông bế con lu và ở còn mình thì chạy ra cổng xem ai đánh chó bỗng ông trông thấy ở đằng xa có cái bóng đen đen chạy nhanh tít ông bèn bấm đèn ô tô để chiếu theo thì trông rõ người ăn mày ban nãy đương chạy à mày đánh gãy răng chó ông ông chỉ kẹp cho mày chết tươi rồi ông đền mạng bất quá ba chục bạc là cùng nói đoạn ông tắt đèn pha phóng xe hết sức nhanh để đuổi thi họ chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa